xin chào cả nhà nha. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà, em vừa về được một cái lô mai đại lộc nha. Đại lộc này á, thì cây nó đã già mùa rồi nha cả nhà. Thì em vô cái chậu 2 tấc nha. Và đặc biệt là nó đang làm nụ hết rồi. Thì cái này chúng ta về lấy bao cũng được và chơi Tết cũng được luôn nha. Đây, em sẽ quay chi tiết một số cây cho cả nhà xem nha. Đây, cây này là cái rễ ha. Cái rễ nó thì được xử lý đế hết nha cả nhà. Cây thì nó cao tầm khoảng từ cái mặt phân đi lên là 1 gang tay. 2 gang tay của em chỉ tầm khoảng 3 tấc rưỡi đi lên nha. Và đặc biệt là cái lô này á, nó đang làm nụ hết rồi nha cả nhà. Đang làm nụ li ti rất là nhiều luôn nha. Nụ li ti rất là nhiều. Một số cây thì đây, em thấy cái số cây nó nụ nó to hơn nha. Đó, cả nhà thấy không? Đó, cái này là nó đang làm nụ nha. Nắng chói quá. Rồi, thì cái cây này nó tầm khoảng 3 tấc đến 3 tấc rưỡi nha. Thì cái đế thì nó được xử lý đế hết nha. Còn cái bo ghép, cái chọn ghép thì nó liền sắp liền cốt hết rồi. Nó sắp liền cốt hết rồi nha cả nhà. Nè, đó, cả nhà thấy không? Cái này là áo dây xanh ra được hết rồi nha. Thì nó cũng có nhánh, có tiền, xung xuê nha. Đó, cái lô này thì em bán chỉ có 350 một cặp thôi, là có 175.000 một cây nha. Em ship từ một cặp. Và nếu mà lấy 3 cây á thì 500.000 nha cả nhà. 3 cây thì 500.000, còn một cặp thì 350. Nói chung là nó đang làm nút rất là nhiều nha. Cây thì tán xum xuê như thế này đây. Rễ thì cũng xử lý đế hết. Cây nào cũng có xử lý đế hết nha cả nhà. Đây em sẽ quay từng một số cây cho cả nhà xem nha. Đây nè, cây nó như thế này nha. Đó. Thì là 350 một cặp. Còn nếu ai lấy 3 cây thì chỉ 500.000 thôi. Rồi, đây em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Đó, cái rễ nó uống như thế này ha. Cây có một số cây thì nó đen ra đọt non, rất là xum xuê, rồi phát triển mạnh luôn nha. Cái lô này đó phát triển rất là mạnh, đang chuẩn bị ra thêm một cây đọt non nữa đây. Và đặc biệt là nó đang làm nụ hết rồi nha cả nhà. Nụ li ti rất là nhiều luôn ha. Đây em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Nhìn thấy ham không? Cái này chơi Tết và làm giống được luôn nha. Chơi Tết và làm giống được luôn. Đây, đó. Rất là nụ nhiều nha cả nhà. Nụ rất là nhiều nha. Rồi em sẽ quay một bên đây. Rồi thì cái lô này chỉ 350 một cặp thôi nha. 500.000 ba cây, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Và em cũng xin lưu ý một cái nữa là đại lộc á, thì thường nó lâu lâu nó sẽ bị đốc nha cả nhà. Đốc ra 5 cánh nhưng mà số ít thôi, xui lắm mới bị nha. Chứ không phải là em bé không đúng giống đại lộc nha. Cái này là chuẩn đại lộc nha cả nhà. Nhưng mà cái đặc tính của hàng đại lộc thì nó lâu lâu nó sẽ bị đốc ra 5 cánh, nhưng mà số ít thôi. Cho nên là em nói trước để thôi nói là không đúng giống nha cả nhà. Tại vì mấy hôm nay em thấy cũng có người nói thì lâu lâu nó cũng ra 5 cánh, hoặc là nhiều khi một cái nhánh như vậy nè, một cái nhánh như vậy thì nó ra bên đây 5 cánh, bên đây nhiều cánh, nhưng mà lâu lâu mình xui lắm mình mới bị nha. Rồi em xin giới thiệu với cả nhà ha.